Đây, giới thiệu mọi người cái cây này. Mình có cái pickup sustain, nó khá là thú vị. Thì ở đây đây là chức năng mình bật cho nó ha, on off ha, mình bật nó lên. Thì ở đây nó có hai ba chế độ nè. Chế độ chỉ sustain dài thôi, bạn bấm hoài là một nốt là nó ra hoài luôn, mà cái ngay chính giữa này nó sẽ tạo nên khi bạn đánh một cái nốt, sau đó nó sẽ chuyển ngang giống như cộng hưởng để lên một cái quãng tám luôn. À, mình đánh ví dụ thử cho các bạn nghe nha. Đó, các bạn thấy chưa? Mình đánh một nốt xong sau đó nó sẽ cộng hưởng, bắt đầu nó tăng lên là nghe cái nốt quãng tám. Ví dụ mình đánh rê ở đây nè, các bạn thấy chưa? Là mi đây. À, nghe rất là đã ha. Sustain trong cái thuật ngữ đàn á, là có là nó kéo dài cái tiếng đàn của bạn ra, và chỉ có những cái pickup riêng nó mới có cái tính năng cho bạn. Chứ pickup bình thường các bạn đánh một cái nốt thì nó kéo dài theo chiều xuống, nó kéo dài giảm âm lượng từ 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 là nó ngắt, còn cái này nó kéo theo chiều ngang. À, âm lượng bạn để càng lâu đều được cả.